Hello, em xin mến chào tất cả mọi người nha. Nay em lại làm đoạn video chia sẻ với các bác cách sửa cái điều khiển, test cái điều khiển TV hoặc điều khiển điều hòa, nói chung tất cả các loại điều khiển. Các bác vừa đưa cho vừa sửa hai cái điều khiển nha. Thường thường tất cả điều khiển là mọi người dùng là không hay để ý cái pin. Pin này là pin thường, hết pin hết điện là nó sẽ chảy nước. Đấy, nó rỉ hết cái tiếp xúc cái cực pin dẫn điện vào điều khiển các bạn nha. Trước hết là các bạn cần quan sát cái này trước. Tìm các bạn thêm cái que cọ đánh sạch cái rỉ. Trước tiên là mình chưa cần tháo thì cần quan sát cho cái chỗ nắp pin trước. Đấy. Mọi người rõ ạ, nó kiểu tiếp xúc pin này nó bị pin chảy nước, han gì đen xì đây. Sau khi đánh sạch thì các bạn cho nó một tí dầu nhớt hoặc là dầu LP7 vào để chống rỉ nha. Lưu ý mọi người là đừng cho nó nhiều quá nha, nó chảy vào trong là hỏng nha. Đây, mình có cái LP7 chống reset này. Đấy, xịt chút chút vậy thôi. Nhiều quá nó chảy vào trong hỏng nha. Sau khi xịt vào
gỗ cho nó có bị quá thì nó chảy bớt ra nhá. Đây, nó sẽ chảy cái dầu dư ra, nó không chảy vào trong máy. Cái rẻ cái bông thấm bớt đi để cho nó không còn cái dầu dư các bạn nha. Sau khi vệ sinh sạch xong các bạn lắp pin vào. Thì cái cách để test cái điều khiển này xem nó có chạy hay không thì mọi người chỉ thẳng cái đèn phát hồng ngoại này, mắt thường mình nhìn thì không thấy nhưng khi chúng ta soi vào camera, bật chế độ chụp ảnh hoặc quay phim, nếu mà nó chạy thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó lóe sáng nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Nháy đỏ đấy ạ. Đấy, vậy là cái này nó đã chạy ok nhá. Mọi người nhìn rõ cái đèn phát hồng ngoại không ạ? Đây là cách chúng ta kiểm tra các loại điều khiển phát hồng ngoại này nhá. Một cái ok này. Test cái thứ hai này. Hai cái ok các bạn nha. Vậy là nó chỉ bị dỉ cái chỗ tiếp xúc pin thôi. Ok, xin mến chào tất cả mọi người nha. Mọi người có duyên gặp cái video này mà thấy nó có ích cho cộng đồng thì xin cho cái like, chia sẻ, đăng ký kênh để lan tỏa được tới nhiều người hơn nha. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều. Xin chào tạm biệt.